Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Hồi sinh động vật đã tuyệt chủng, đó là một tham vọng không chỉ có trên phim của con người. Một công ty công nghệ sinh học tên là Colossal Bioscience đã được lập ra với mục tiêu thu thập gen của các loài động vật đã tuyệt chủng và ứng dụng các công nghệ tối tân trong lĩnh vực sinh học và di truyền để có thể hồi sinh chúng. Dù mới mẻ và thể hiện tham vọng rất lớn, có thể nói là ngoài sức tưởng tượng, vẫn có nhiều nhà đầu tư đặt niềm tin vào công ty này, trong đó có những cá nhân và tổ chức nổi tiếng, các quỹ đầu tư vốn mạo hiểm có số má tại Hoa Kỳ, qua đó giúp nâng mức định giá của công ty này lên hơn 1 tỷ đô la, dù toàn bộ các dự án vẫn còn đang trong giai đoạn khởi động. Còn số đó nói lên lòng tin của các nhà đầu tư vào những bước đi của Colossal Bioscience, công ty tiên phong trong lĩnh vực đảo ngược sự tuyệt chủng, với mục tiêu sử dụng các công nghệ sinh học và di truyền nhằm hồi sinh các loài vật đã tuyệt chủng từ nhiều năm trước. Hiện tại thì kế hoạch của Colossal Bioscience sẽ là hồi sinh trước 3 loài động vật gồm voi ma mút lông xoăn, châu sói Tasmania và chim dodo. Vì họ dự định làm điều đó như thế nào, khả năng thành công có cao hay không và nó sẽ đem đến điều gì cho tương lai của nhân loại? Ngày hôm nay chúng ta sẽ thử cùng nhau tìm hiểu nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Nếu bạn là một người quan tâm đến các vấn đề môi trường và tự nhiên, chắc chắn bạn sẽ biết rằng hành tinh của chúng ta đang đứng trên bờ vực của một thảm họa tuyệt chủng. Theo một thống kê đáng sợ, có đến khoảng 10.000 loài, thậm chí nhiều hơn đang tuyệt chủng mỗi năm. Nguyên nhân chính, đáng buồn thay lại là con người chúng ta. Sự phát triển dân số quá mức, kèm theo đó là tận dụng triệt để tài nguyên phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống, sự lấn chiếm môi trường sống tự nhiên của các loài hoang dã đang khiến chúng ta trở thành tội đồ lớn nhất, gây ra sự suy giảm đa dạng sinh học mạnh mẽ trên toàn cầu. Sự tuyệt chủng của các loài đang trở thành một xu hướng mà loài người chúng ta, ngay cả khi đã nhận ra, cũng gần như không thể đảo ngược được nữa. Điều duy nhất chúng ta có thể làm cho đến lúc này là bảo tồn những loài còn tồn tại để ngăn không cho xu hướng này trở nên tồi tệ thêm. Tuy nhiên, có một nhóm người nghĩ rằng nhân loại có thể làm tốt hơn thế. Họ tin rằng bằng cách tận dụng sức mạnh của khoa học công nghệ, con người có thể đưa những loài đã tuyệt chủng trở lại. Năm 2008, York Church, nhà di truyền học kiêm doanh nhân người Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm của ông trong việc tạo ra con lai giữa voi châu Á và voi ma mút lông xoăn nhằm hồi sinh loài voi huyền thoại đã tuyệt chủng. Ông cũng chính là thành viên của đội ngũ đã tạo ra công cụ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9, cho phép cắt ghép gen theo ý muốn của con người. Đến năm 2017 thì họ đã thành công trong việc đưa 45 gen của voi ma mút vào bộ gen của voi châu Á. Từ thành công của George Church, một doanh nhân khác tên là Ben Lamb tin rằng đảo ngược sự tuyệt chủng là điều hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Và anh đã quyết định hợp tác cùng vị tiền bối nhằm thành lập công ty tiên phong trong lĩnh vực này, đó chính là Colossal Bioscience vào năm 2021. Với số vốn ban đầu huy động được là 15 triệu đô la, công ty đã kế thừa dự án hồi sinh voi ma mút lông xoăn, không chỉ để đảo ngược sự tuyệt chủng mà còn để thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực quan trọng trong tương lai, chẳng hạn như sinh học tổng hợp, công nghệ sinh học, công nghệ di truyền và y học. Họ cũng tham gia việc bảo tồn các giống loài đang tồn tại bằng cách xác lập trình tự chuỗi gen của các giống loài này. Đến năm 2022, họ tiếp tục gọi vốn thành công 60 triệu đô la và công bố dự án mới, hồi sinh cho sói Tasmania. Và mới đây nhất, họ lại huy động thành công thêm 150 triệu đô la, đồng thời công bố dự án thứ 3, hồi sinh chim dodo. Rốt cuộc thì họ sẽ hồi sinh 3 loài động vật trên bằng phương pháp gì? Trước hết, họ phải xác lập trình tự chuỗi gen của các loài đã tuyệt chủng từ những mẫu vật còn sót lại. Điều quan trọng là phải tìm được những mẫu vật có ADN với chất lượng tốt, nếu không việc xác lập trình tự chuỗi gen sẽ khó thu được thành quả như mong muốn. Rất may là chúng ta đã có voi ma mút, châu sói Tasmania và chim dodo là những ứng viên đáp ứng được điều kiện trên. Tiếp theo, họ phải tìm cho bằng được loài còn sống có bộ gen giống nhất với loài đã tuyệt chủng mà họ dự định hồi sinh. Trong trường hợp của voi ma mút lông xoăn, ứng cử viên hàng đầu là voi châu Á, với hai loài có bộ gen giống nhau đến 99,6%. Trong khi đó, họ hàng còn tồn tại gần gũi nhất của châu sói Tasmania là chuột đơn nát, một loài thú có túi đuôi to giống chuột, có số lượng dồi dào và chịu đựng tốt môi trường nuôi nhốt. Còn chim dodo, chúng sẽ phải cậy nhờ đến một loài chim có địa bàn sinh sống ở Việt Nam và một số hòn đảo trong khu vực Đông Nam Á, Thái Bình Dương, đó là chim bồ câu Nicuba. Bước kế tiếp sẽ là các nhà khoa học của Colossal Bioscience sử dụng công cụ chỉnh sửa gen để chỉnh sửa bộ gen của các loài còn sống được chọn sao cho giống nhất với bộ gen của các loài đã tuyệt chủng. Từ đó tạo ra tế bào gốc có khả năng tạo thành phôi thai mang bộ gen của loài đã tuyệt chủng. Phôi thai này sẽ được cấy vào con vật mang thai hộ hay thậm chí là tử cung nhân tạo.
thứ mà Colossal Bioscience đang tìm cách sáng chế. Kết quả ban đầu có thể là những sinh vật giống loài đã tuyệt chủng đến 90% và Colossal Bioscience dự định sẽ gia tăng tỷ lệ này đến 99,9% theo thời gian. Nói như vậy có nghĩa là thứ mà Colossal Bioscience đạt được không hoàn toàn là loài gốc đã tuyệt chủng mà là một loài lai tạo có bộ gen gần giống với loài đã tuyệt chủng nhất. Khi đã đạt được điều này, họ sẽ tiến hành bước cuối cùng là nuôi dưỡng các sinh vật lai tạo trong môi trường nuôi nhốt trước khi để chúng làm quen dần dần, tiến đến việc thả những sinh vật này ra môi trường hoang dã với số lượng cá thể nhất định nhằm gây dựng quần thể, kiểm tra tác động của chúng đến hệ sinh thái. Các cá thể phải có sự đa dạng về gen và khả năng sống sót trong tự nhiên. Đó quả thật là một kế hoạch đầy tham vọng và hấp dẫn của Colossal Bioscience nói riêng và loài người nói chung. Nhưng bên cạnh những kỳ vọng và tin tưởng thì cũng có nhiều tiếng nói thể hiện sự bất tín nhiệm, thậm chí là phản đối các dự án của Colossal Bioscience. Chẳng hạn như trường hợp của chuột sói Tasmania, chuyên gia về động vật có vú của Bảo tàng Úc tin rằng chỉnh sửa bộ gen của chuột tuần nát sao cho giống với bộ gen của chuột sói Tasmania là một việc bất khả thi, bởi hai loài đã cách nhau đến 40 triệu năm tiến hóa. Làm như vậy chẳng khác nào chỉnh sửa bộ gen của chó cho đến khi thu được sản phẩm là một bộ gen gần giống của mèo. Người khác thì lo ngại về quyền lợi của các cá thể được tạo ra trong dự án này. Tuy nhiên, Colossal Bioscience đã cam kết rằng họ sẽ phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên, trong đó có các nhà khoa học, nhà hoạt động môi trường và cộng đồng địa phương, để đảm bảo mọi vấn đề được giải quyết ổn thỏa. Vậy giả sử, nếu Colossal Bioscience thành công với các dự án hồi sinh của họ, liệu khủng long phi điều đã tuyệt chủng có cơ hội nào không? Để trả lời câu hỏi này thì trước tiên chúng ta phải hiểu bản chất nỗ lực của Colossal Bioscience là chỉnh sửa gen. Do đó điều quan trọng nhất là họ phải có bộ gen của loài đã tuyệt chủng, từ đó mới so sánh, đối chiếu để tìm ra một loài đang tồn tại có bộ gen gần giống nhất với loài đã tuyệt chủng. Dựa trên cơ sở này thì họ mới chỉnh sửa bộ gen của loài đang tồn tại sao cho giống với loài đã tuyệt chủng để có thể tạo ra tế bào gốc. Tuy nhiên với các loài khủng long phi điều đã tuyệt chủng như khủng long bạo chúa, chúng ta sẽ không thể nào có được bộ gen của chúng bởi chúng đã tuyệt chủng từ 66 triệu năm trước. Trong khi đó mẫu ADN cổ nhất mà con người có thể khôi phục được đến hiện tại có niên đại chưa đến 1 triệu năm. Kể cả trong điều kiện lý tưởng nhất, vật chất di truyền cũng chỉ có thể tồn tại trong 6,8 triệu năm là tối đa, dựa trên chu kỳ bán rã của ADN là 521 năm. Đó là chưa kể sau mỗi 1.000 năm, thông tin di truyền lại mất đi đến 75% theo quá trình phân hủy của sinh vật. Thế nên con người chỉ có thể hồi sinh những sinh vật đã tuyệt chủng trong vòng vài nghìn đến vài chục nghìn năm đổ lại nếu sử dụng phương pháp này. Chúng ta sẽ không thể áp dụng cùng phương pháp mà Colossal Bioscience dự định dùng cho voi mammut, cho sói Tasmania và chim dodo. Vậy phải chăng chúng ta đã hết hy vọng hồi sinh khủng long phi điểu và những con khủng long duy nhất mà chúng ta có thể thấy tận mắt bây giờ chỉ là chim và gà mà thôi? Điều tốt nhất chúng ta có thể nói bây giờ đó là vẫn có những nhà khoa học không chấp nhận câu trả lời trên. Một trong số đó là Jack Horner. Ông là một người có niềm đam mê cuồng nhiệt với khủng long và chưa bao giờ thôi tìm cách tạo ra một con khủng long phi điểu thật sự. Ý tưởng của ông là sử dụng hiện tượng lãi tổ, một hiện tượng mà khi học môn sinh học ở phổ thông, chắc bạn cũng đã từng nghe nhắc đến. Đó là hiện tượng một số đặc điểm của các loài tổ tiên tái xuất hiện trên một số cá thể của loài hiện đại. Chẳng hạn như em bé sinh ra mọc đuôi, người có đầy lông hay nhiều lúm vú. Và như chúng ta đã biết thì các loài chim ngày nay chính là hậu duệ của một nhánh khủng long phi điểu. Do đó trong một số trường hợp có thể có những gen lại tổ thuộc về khủng long phi điểu bất chợt xuất hiện ở chim hoặc gia cầm. Họ sẽ theo dõi, tìm hiểu cách những gen này xuất hiện và tìm cách tái lập chúng trong phòng thí nghiệm. Một tín hiệu khác cho thấy việc hồi sinh khủng long có thể diễn ra theo con đường này là những nghiên cứu của phó giáo sư B.H. Anjan Bula cùng các cộng sự ở Đại học Yale. Phó giáo sư Bula từng tiến hành thí nghiệm tạo ra phôi thai gà có mõm của khủng long phi điểu thay vì mỏ gà bằng cách ức chế một số protein có vai trò quan trọng trong việc hình thành mỏ ở gà. Tuy nhiên, thí nghiệm này chỉ dừng lại ở giai đoạn phôi thai mà chưa đi xa hơn vì lý do đạo đức, dù Bula tin rằng nếu được ấp nở, những con gà khủng long này sẽ sống sót. Cần phải thừa nhận rằng, việc hồi sinh hay nói đúng hơn là tái tạo khủng long vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức và rào cản về mặt khoa học cũng như công nghệ. Tiến sĩ Jack Horner từng tuyên bố sẽ tạo ra một con khủng long gà vào năm 2024, nhưng cho đến nay dự án này vẫn chưa công bố bất kỳ bước tiến mới mẻ nào. Có lẽ sẽ cần nhiều đột phá hơn trong lĩnh vực sinh học và di truyền để có thể biến ước mơ về ý tưởng điên rồ của con người thành hiện thực trong tương lai, và đương nhiên là cả thời gian nữa. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.